Chào tất cả mọi người, hôm nay em xin hướng dẫn đến tất cả mọi người món tôm nón bột rim nha. Đây là nón tôm bột mà lúc nãy em vừa lấy trong ngăn đá ra. Xong rồi em ngâm ở trong nước một tí lúc, cả túi và cả tôm này thì nước nó vẫn không vào được tôm. Bây giờ là đây nha, đây là tôm nón bột ạ, được bóc từ tôm bột rất là tươi ngon. Bây giờ mình sẽ xé cái túi ra này. Bây giờ mình xé cái túi ra nha. Đây ạ, đây là tôm nõn. Tôm này cần anh chị không đã sạch sẽ rồi, mình không cần phải rửa lại nữa nhé. Mình có thể cho vào và chế biến luôn. Tôm rất là tươi nhé. Đây anh chị nhìn thấy nha, những cái xanh xanh này là gạch tôm đấy. Gạch tôm chứ không phải là chỉ đen đâu nha. Cái này khi mà mình rang lên thì nó đỏ au lên. Nó đỏ và rất là ngon, thơm ngậy bùi. Đây là được bóc từ tôm sống đấy. Rất là ngon luôn ạ. Tôm rất là tươi anh chị nhá. Đấy. Đây là gạch tôm anh chị nè, chứ không phải là chỉ đen đâu nè. Nhiều anh chị không biết là bóc bỏ sạch đi. Bỏ hết là cái xanh xanh này đi rất là phí nha. Đây là gạch tôm chứ không phải là chỉ đen. Bây giờ mình sẽ chế biến như sau. Bật lửa lên nè. Trước hết là mình sẽ sử dụng một cái nồi, cái chảo gọi là chảo chống dính anh chị nhé. Cái chảo này là phải chảo chống dính này. Nhiều anh chị mà rim tôm mà dùng cái chảo mà nó bị dính ấy thì là nó rất chi là không ngon tôm, tại vì nó sẽ bị nát. Còn đây là mình sử dụng cái chảo này chống dính. Trước hết là mình bắc cái chảo lên bếp. Bắc chảo lên bếp cho nó nóng nha. Lưu ý là cái tôm nõn này rất là sạch sẽ rồi, anh chị không cần phải rửa lại cũng được. Anh chị nào mà kỹ tính mà sợ thì có thể rửa lại thôi, nhưng thực chất thì nó cũng sạch rồi. Bắt chảo lên nóng này. Nóng xong mình cho tôm vào ha. Cho hẳn tôm vào luôn này. Đấy. Mục đích của mình khi mà rim tôm ý, mình không cho phi tao hành mỡ trước, mà mình phải là cho đảo này cho nó săn tôm trước đã nha. Quan trọng là cái chảo chống dính này, tôm tươi này, và đảo cái này trước cho nó săn tôm, rồi khi đấy mình mới phi tao hành mỡ, khi đấy mới rim nhá. Từ này là 0,25 tôm 340.000 một cân, tính ra là 85.000 một gói, nó không đắt đúng không ạ. Đây là tôm biển xịn đấy, tôm bột mà bóc nõn sạch sẽ này mà 85.000 từng này thì là quá rẻ đúng không ạ. So với các loại tôm to thì nó đắt hơn. Món này nó phù hợp với là rang rim này, nấu bún này, làm nem, nấu cháo cho trẻ con này. Đấy, nấu canh, xào rau củ quả rất là tiện và ngon. Tiện lợi và ngon đúng không ạ? Không cần phải bóc, không cần phải gì cả. Quan trọng là chất lượng tôm là đảm bảo, cho nên là hàng ăn bao giờ mình cũng thấy cái tôm rất là ngon, ngọt, chắc thịt. Đấy, tôi bắt đầu ấy rạng săn tôm đấy. Mình nên cho để chế độ lửa to nhất nhé. To nhất thì là cái tôm ấy, khi mà chế biến tôm thì anh chị nên cho lửa to để nó càng nhanh chín càng tốt. Làm theo cách của em thì là cái tôm nó không bị nát anh chị nhé. Chứ còn nếu mà anh chị mà làm mà phi tao hành mỡ liền ấy, khi mà tôm còn chưa săn ấy, nhiều khi là nó hay bị nát lắm. Quan trọng là cái chảo nó cũng phải chống dính nha, đừng có dùng cái chảo mà không dính ấy, bị dính ấy thì nhìn món ăn nó không hấp dẫn tí nào luôn. Kỹ nữa thành phẩm của nó vẫn còn nguyên vẹn luôn này, vẫn còn nguyên con tôm nha. Đây là món mà được các bạn bé nhà em rất là thích. Cái bạn út ấy 3 tuổi, khi bạn ấy một mình bạn chén gần hết.
mẹ chỉ ăn được một vài ba con của nó thôi, còn lại là rim lên nó chén hết. Đấy anh chị thấy không ạ, nước không hề ra ha, khô cong ha, tôm rất là ngon. Những cái vụn vụn này đấy là do cái gạch tôm đấy, gạch tôm nó lên đấy nhá, nó mủ ra thôi, chứ còn anh chị nhìn con tôm nó vẫn còn nguyên này. Nhiều lúc ý là hàng ngon nhưng vấn đề là chế biến, biết cách chế biến nữa thì là hàng chất lượng nó sẽ đảm bảo nhất, ngon nhất. Hai nữa là anh chị một điều lưu ý đối với tôm là không dạ đông tôm lâu nhé. Lúc nãy là em chỉ ngâm trong nước cả túi cả tôm ấy, ngâm cả túi hút chân không chỉ 10 phút thôi, nó bắt đầu hơi mềm con tôm là được, vẫn còn cứng cứng, chứ không phải là để từ trong ngăn mát sang ngăn đá sang ngăn mát hàng tiếng hàng giờ, hay là từ buổi này sang buổi nọ đâu, không cần thiết, rất là mất thời gian cũng như là không đảm bảo hàng, cũng không để ngoài hàng tiếng đồng hồ ha. Mình chỉ cần mất 5 đến 10 phút dạ đông tôm thôi. Anh chị thấy không ạ? Đây tôm không hề ra một tí nước nào này, rất là khô ráo mà lại nguyên con ha. Nhiều con còn có gạch này rất là ngon luôn, gạch tôm rất là thích. Sau một hồi thì đấy, tôm đã săn lại rồi nè, tôm săn lại rồi nha. Lúc này mình mới cho tôm ra đĩa, tôm ra đĩa và khi đấy sẽ làm các bước tiếp là rang rim này, hoặc là nấu canh này, hoặc là gì nhá, nấu canh này, xào rau củ quả cũng rất là ngon. Lúc này này, như lúc này thì bắt đầu đưa ra chế biến các món là vừa nhá, là ngon nhất nhá. Thả vào lẩu lò bún này, nó bún rất là ngon này. Anh chị thấy không, con tôm nguyên con luôn, nhiều con có gạch đây ạ. Những cái mà mùn mùn này, cái này ấy, nhỏ nhỏ vụn vụn này, đấy là cái gạch tôm nó ra nhá, chính là cái gạch tôm đấy, ở đầu đây, gạch ở đầu những con tôm mà có gạch đây đấy, chứ không phải là tôm bị nát bị vụn đâu. Anh chị nhìn thấy không, con nào cũng nguyên vẹn nhá, không hề bị hao hay. Đây là 0,25 kg tôm, chỉ có 85.000 thôi mà được ăn tôm biển xịn, tiện lợi thế này thì rất là ngon đúng không ạ? Anh chị về rim rang cho các bé nhỏ ăn rất là tiện lợi luôn, nhanh. Đây con em chuẩn bị đi học về thì em đang chuẩn bị làm đây. Anh chị nhớ kỹ nha, những lời em nói nha. Đầu tiên là không dạ đông tôm quá lâu này, ngâm trong nước khoảng 5 đến 10 phút, lấy tôm ra không cần rửa. Lấy một cái nồi, một cái chảo chống dính, bắc lên bếp nóng, cho tôm vào. Bật lửa to nhất, đảo săn lên. Ok, là ra thành phẩm thế này. Tôm không hề ra nước, không hề bị nát nha. Đấy, từ đây mình bắt đầu mới làm các món rang rim này, thả bún này, xào rau củ quả này, nấu canh. Ok, rất là nhiều món ngon, tiện lợi từ tôm nõn. Nếu mà làm nem thì anh chị chỉ cần rã đông là xong thôi, chứ không cần phải xáo này, không cần phải cho nó xăm tôm như này nha. Chào tất cả mọi người nha, hy vọng anh chị chế biến được món ăn ngon mà cảm thấy rất là thoải mái, rất là ngon, ngon lành. Riêng món này thì em đảm bảo ạ, hàng chuẩn chất lượng số 1 luôn.